Dạ vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay mình em về được 4 chiếc đồng hồ chính hãng đã qua sử dụng và có mức giá thời điểm này rất là tốt để lên giao lưu cùng anh em. Đấy, thì ở đây em đang có một chiếc Omega vàng đúc này, size 41 năm. Đấy, cả 3 chiếc Omega của em ở đây thì đều là full box hộp số thẻ anh em nhé. Đấy, và hai chiếc này là máy 8800 size 38 mm, cái bản đời mới nhất của Omega rồi. Đấy, đây đều là những cái mẫu đời mới nhất này. Cái này đời mới nhất của máy của dòng Alcantara này, cái này đời mới nhất của dòng công tê này. Đấy, và một chiếc Rolex vi tính hồng, một chiếc Rolex vi tính hồng rất là đẹp. Một cái chiếc đồng hồ mà phải nói được rất là nhiều anh em Việt Nam mình yêu thích và sử dụng. Đây, đợt này thì cái này là cái mà chiếc em mới về nha. Cái này chiếc này thì nó là seri loạn thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2012 đến 2018. Đấy, và đợt này giá của em nói về thì thực sự rất là tốt để cho anh em chơi. Ở trong em sẽ lên chi tiết và báo giá cho anh em nhé. Đây, thì đầu tiên em sẽ lên cho anh em từ cái chiếc từ cặp máy 8800 này đi. Đấy, cái cặp 8800 này là một cặp rất là hay ho Máy 8800 là máy đời mới nhất của Omega rồi anh em nhé. Máy này rất là hay. Chúng ta sẽ chỉnh lịch nhanh được này. Đầu tiên là chỉnh được lịch nhanh này, nó không còn chỉnh lịch chậm như dòng máy 8500 nữa. Kể cả máy 8900 cũng thế, cũng phải chỉnh lịch chậm như máy 8500 này. Đã chỉnh lịch chậm là như thế nào? Tức là anh em không thể mình không thể vặn một nấc là một ngày nhảy một ngày được, mà mình lại phải vặn hai vòng kim giờ thì một ngày nó mới nhảy một ngày. Ở trong em sẽ chỉ cho anh em làm luôn cho anh em xem để anh em biết nhé. Tại vì thực sự là em cũng nhiều anh khách chưa dùng Omega thì người ta không biết cái này. Đấy. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, một cặp máy 8800 rất là đẹp. Chiếc công tê này là hàng trưng bày chưa qua sử dụng luôn em nhé, rất là mới. Đây, gần như là một chiếc đồng hồ mới nguyên luôn vậy. Đây, anh em có thể nhìn thấy này, độ mới này, các cái đường vân của hãng người ta đánh nhé, cực kỳ là mịn màng, vẫn còn nguyên bản hết nhé. Đấy, siêu siêu lướt. Còn chiếc này thì là một chiếc siêu lướt này, có sử dụng rồi, tuy nhiên cái tình trạng của em nó còn rất là mới. Tại vì những cái mẫu này hầu hết là những cái mẫu đời mới mà anh em, toàn là date 2022, 2023. Đấy, thì là cho nên là cái chiếc đồng hồ tình trạng còn rất là mới. Cả hai chiếc thì đều là size 38 mm anh em nhé. Đấy, tuy nhiên cái chiếc công tê này, cái dáng của họ ấy, dáng của họ làm ấy, thì form dáng nó sẽ hơi khác một chút. Chính vì vậy với cái size này thì lại cần anh em tay hơi to một chút xíu nha, tay vừa và tay to thì đẹp, rất là đẹp. Còn size của ông 38 này thì anh em tay vừa tay nhỏ. Đấy, với cái size 38 này thì nó sẽ phải tương đương với size 39 và 95 của các cái dòng bình thường. Đấy, để nói như vậy anh em dễ hình dung. Chút nữa em sẽ lên tay cho anh em xem thực tế luôn. Đây, em sẽ lên luôn từ cái chiếc Aquastena này đi. Đấy, rất là đẹp. Em sẽ zoom lên cho anh em xem nó rõ hơn nha. Mặt trắng tinh này, mặt em này mặt trắng tinh, và chúng ta sẽ có các cái vân dọc ngang quen thuộc của dòng Aquastera. Bộ kim cọc được làm nổi côi cũng là bộ kim cọc rất là đắt giá của cái chiếc đồng hồ này. Đấy, thực sự em rất là thích những cái bộ kim cọc được làm bằng vàng khối mà làm nổi hẳn lên đấy, mình nhìn sẽ rất là đã mắt. Đấy, và toàn bộ bộ kim cọc của chúng ta đều được phủ dạ quang hết, trừ cái góc 6 giờ ra, còn lại là phủ dạ quang hết anh em nhé, rất là đẹp. Dạ quang này rất là sáng, dạ quang này anh em xem giờ buổi tối cực kỳ rõ này. Các cái phần chỉ đờ mi, niềng núng kim cọc thì đều là vàng 18K đúc đặc anh em nhé, vàng hồng này. Vàng hồng của những dòng đời mới của Omega ấy, thì người ta làm cái màu nó thiên về màu hồng nhiều hơn là màu vàng. À, chính vì vậy những dòng đời mới bao giờ nó trẻ trung và nó được ưa chuộng hơn rất là nhiều. Đây, em sẽ quay kỹ một chút cho anh em cùng xem em nó này, rất là đẹp. Em sẽ chỉnh lịch và chỉnh giờ để cho anh em nắm được cái cách sử dụng chiếc đồng hồ này nhé. Một số anh em mới chuyển sang chơi Omega thì sẽ không biết cái này, thì em sẽ chỉ lại một lần. Anh em mà biết rồi thì thôi nhé. Đấy, thì cái dòng này hãng người ta sử dụng núm scale down, thì trước khi mình chỉ giờ chỉ lịch thì mình phải vặn núm scale down ra nhé. Hiểu nôm na nó là núm cổ trai đấy, núm ren đấy.
Đấy, thì mình phải vặn hết ren ra thì mình mới chỉnh được. Thì đầu tiên là mình phải vặn này, vặn ngược chiều kim đồng hồ cho em nhé. Đấy, vặn ngược chiều kim đồng hồ này. Anh em chỉ cần vặn khoảng 4 đến 5 vòng là được, là thứ khác nó ra thôi. Còn cái này thì mình vặn quá được không ảnh hưởng gì nhé. Sau nhá, mình vặn hết được cái ren ra này. Thì nếu mà anh em muốn muốn lên gót tay thì mình cứ để nguyên như vậy, để nguyên như vậy cho em, vặn cùng chiều lại kim đồng hồ cho em. Đấy, anh em sẽ nghe cái tiếng rẹt 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 nhẹ nhẹ. Đấy, nó đang lên gót tay. Khi mà đồng hồ mà nó dừng hẳn hết cót đấy thì mọi người lên cho em từ 3 đến 40 vòng nhé, 3 đến 40 vòng, 30 đến 40 vòng để cho nó lên cót, là cót nó đầy đủ, nó hoạt động cả ngày nó thoải mái. Và sau đấy thì lúc mình đeo tay đồng hồ nó sẽ tự nó nạp cót nhé. Thế trước này đồng hồ automatic, nó tự động nạp cót đấy. Đấy nha, rồi đấy là lên gót tay. Còn nếu mà anh em chỉnh giờ ấy, chỉnh giờ thì mình rút ra cho em hai nấc, chỉnh ngày rút ra một nấc nha. À, em lại rút ra một nấc này để em chỉnh ngày này, rút ra một nấc này chỉnh ngày thì mình vặn ngược chiều kim đồng hồ cho em. Đấy, vặn một vòng thì nó sẽ nhảy một ngày, vặn hai vòng thì nhảy hai ngày, rất là đơn giản và tiện lợi. Đấy, khi mà chỉnh giờ xong này thì mình chỉnh ngày xong này, anh em muốn chỉnh giờ thì mình rút ra thêm một nấc nữa cho em nhé. Rút, khi mà mình rút núm á, anh em lưu ý giúp em là mình để hai ngón tay này, đấy, hai ngón tay nó để thẳng, mình rút thẳng ra nhé, mình đừng rút cong, rút nghiêng và rút mạnh quá. Đấy, tại vì mình dùng lực mạnh quá cũng rất là ảnh hưởng cái ti núm ở bên trong này. Nói chung mình rút nhẹ nhàng vừa phải, đủ lực để mình nó rút ra cái núm là được. Đấy, khi mà rút núm ra nấc thứ hai là chỉnh giờ đấy, thì anh em sẽ quay vào đến xoay cái giờ mà mình muốn chỉnh đến thôi, rất là đơn giản. Đấy, ví dụ như vậy, chỉnh xong nhá, ví dụ như đây, chỉnh xong rồi này, anh em ấn vào xem. Đấy, ấn vào nhá, ấn vào vẫn chưa được đâu, ấn vào chỉ là mới về cái trạng thái mà ban đầu để bắt đầu anh em chỉnh giờ thôi. Đấy, cái rất là nhiều anh em sử dụng không để ý cái này, thì mình chỉ việc ấn vào như này xong rồi mọi người cứ thế mà đeo sử dụng là nước nó sẽ vào từ cái đường ren này nhá. Đấy, rất là nguy hiểm. Như vậy nhá, bây giờ anh em sẽ phải ấn và vặn vào đây nhá, vừa ấn vừa vặn vào này, em vừa ấn này. Đấy, vừa ấn vừa vặn ren vào này. Đấy, vừa ấn vừa vặn, vừa vặn vừa vặn vào khoảng 3-4 vòng, nói chung cứ vặn bao nhiêu nó chặt thì thôi, đấy là núm nó vào chặt là được nha anh em. Đấy là cách để mình sử dụng cái dòng các cái dòng núm skill down như này. Cái này là nó dùng chung cho tất cả các dòng máy núm skill down luôn. Đấy, đây anh em nhìn cỗ máy này, ở với đời mới này chúng ta sẽ có chuyện khác đầy đủ hết nha anh em. Đấy, cái chỗ nào nó đúc thì nó sẽ chuyện ao 750. Ví dụ ở đây dây này ao 750 này, đây của máy 8.800 của chúng ta ở đây anh em nhé. Của máy được hoàn thiện phải nói là rất là đẹp, thực sự rất là đẹp với cái dòng máy 8.800 này. Đấy, chúng ta sẽ trang bị là 35 chân kính anh em nhé, tần số rộng sẽ là 25.200 VBH và tích cót là 55 giờ, cỗ máy chạy đạt chuẩn master tonometer, cái chuẩn siêu chính xác của Thụy Sĩ anh em nhé. Với sai số thực tế của các khách hàng anh em trải nghiệm được thì là chỉ sai số 1 giây một ngày thôi, thì thực sự là rất là chính xác, nó phải gần bằng những cái cỗ máy điện tử của anh em ạ, thực sự rất là chính xác. Máy Omega điểm mạnh của họ là về cái độ chính xác và bền bỉ. Đấy, thực sự là nó cũng không thua kém gì Rolex cả. Rất là đẹp. Chiếc này đầy đủ hết hộp số thẻ anh em nhé. Em không nhớ của chiếc nào nữa, nói chung là em nó sẽ đủ hộp số thẻ như thế này, ba thẻ hộp số và tag nữa. Đây em sẽ lên trên tay cho anh em cùng ngắm thử này. Đấy, trên tay của em là tay 10 xấp xỉ 16 nha anh em, tay xấp xỉ 16 thì em đeo rất là ok, với cổ tay của em thì đeo em thấy rất là vừa vừa vặn rất là đẹp. Đấy, size này thì anh em tay dưới 17 cho em, dưới 17 nha, 15 đến 17 là đẹp nhất.
mặt trắng mà kết hợp với đờ mi vàng hồng thì thực sự nó rất là đẹp, nó nhẹ nhàng và nó có cái điểm nhấn. Tiếp tục em sẽ lên cho anh em chiếc công tê này. Chiếc công tê này về ra về máy móc, về các cách sử dụng thì nó như cái chiếc Aquantera này thôi. Đấy, còn nó khác nhau chỉ khác về cái thiết kế và ngoại hình. Đấy, cái này thì nếu mà ai mà chót đam mê các cái dòng công tê từ ngày xưa rồi ấy, thì thường sẽ rất là thích những cái dòng những đời mới như này. Vì đời mới này nó người ta hãng người ta hoàn thiện hơn, người ta thiết kế, người ta tinh chỉnh lại thì nó thực sự là nhìn nó sẽ rất là đẹp. Máy móc thì vẫn là máy 8.8 là vẫn như thế anh em nhé, em sẽ không nói lại về thông số máy nữa. À, còn chủ yếu em sẽ quay cho anh em về ngoại quan này. Đây anh em nhìn này, các cái vết phay trước mờ của hãng này vẫn còn nguyên bản nhé, chưa hề động một tí spa nào cả. Mịn màng và bóng bẩy rất là đẹp. Đấy, nó kiểu dạng là hàng trưng bày ở cửa hàng cho nên là cái tình trạng nó còn rất là mới. Đấy. Em này cũng thế, em này thì cũng chỉ là mi này, liền đúng kim cọc thì cũng đều được làm bằng vàng đúc nguyên khối 18K. Rất là chất lượng. Omega công ty lên sân. À, chúng ta vẫn có cái chuẩn master tonometer được khắc ở trên mặt ở đây. Máy 8.800 và máy 8.900 thì chúng ta sẽ có cái chuẩn này em nhé. Thì cụm máy của chúng ta nó sẽ chạy chính xác hơn rất là nhiều. Với cái chuẩn tonometer. Đấy, bản đời mới này thì chúng ta sẽ được làm lộ đáy này, giúp cho mình có thể nhìn được cái cụm máy ở bên trong của em mình, em nó rất là đẹp. Vẫn là máy 8.800 như trước kia thôi, không có gì khác cả. Đấy, mặt sau chúng ta sẽ có một số chuyện khác, công ty Lesson này, logo này. Seri sẽ được chuyện trong máy này. Đấy, seri của đồng hồ nó sẽ trùng với seri ở trên cái thẻ anh em nhé. Đấy, lúc nào anh em mua thì em sẽ show thông tin chi tiết đầy đủ hết cho anh em. Đấy, anh em quan tâm cứ inbox Zalo cho em. Cái dòng công tê này thì chúng ta sẽ sử dụng là núm rút nha anh em. Đấy, nó không phải là núm vặn như trước kia. Núm rút thì anh em chỉ cần rút ra, chỉnh lịch thì rút ra một lần một núm là được. Đấy, sau này các bạn được chứ không là chỉnh lịch. Còn chỉnh ngày ấy, à chỉnh giờ ấy thì anh em rút cho em ra hai nấc này. Đấy. Rồi bạn này, chỉnh thì anh em lưu ý cho em là chỉnh cùng chiều kim đồng hồ nhé. Đấy. Chỉnh xong rồi mình ấn vào. Như cái núm rút thì anh em chỉ cần ấn vào là được, ấn vào hết cỡ là được. Đấy, không không có đen cho nên là không cần phải vặn như trước vừa rồi nha. Đây, rất là đẹp. Đấy, em sẽ trên tay luôn cho anh em cùng xem này. Chiếc này thì đủ hết mắt luôn nha anh em, còn động thanh thang này. Đấy, nói chung để mà đeo được chiếc này anh em phải tay cứ từ phải 16 cho em, 16 trở lên cho em. Đấy, tay em là tay xấp xỉ 16 nhé, 10, hình như là 15.9 thì phải. 15.8, 15.9 thì đấy. Đấy thì mà để mà đeo đẹp được chiếc này tay 16 cho đến 18 cho em là đẹp nhất. Vì cái form dáng này nó hơi to một chút so với cái size thực tế của nó, size là size 38 thật. Nhưng cái form dáng này nó to hơn, càng nó dài nó rộng hơn. Đẹp thực sự. Ở cả hai chiếc 8.800 này thì bên em đều đang giao lưu mức giá là 146 triệu anh em nhé, 146 triệu cả hai chiếc thì bên em đều đang để giá bằng nhau, line new full box hộp số thẻ. Đấy, rất là đẹp. Tiếp theo em sẽ lên cho anh em chiếc Omega vàng đúc nguyên khối 18K. Ở bản này là cũng là một bản Aquastera anh em nhé. Đấy, một cái bản Aquastera vàng hồng đúc nguyên khối 18K size 41.5. Rất là đẹp,
Bản này thì nó sẽ phù hợp cho những anh có cổ tay vừa và to. Tay cứ trên 16 cho em là được, 16.5 trở lên là đẹp nhất. Còn mà 16.5 trở về xuống ấy, dưới 16.5 ấy thì anh em nên đeo size 38.5. Cả hai size thì bên em đều đang có sẵn thôi. Chiếc này thì chỉ giờ chỉnh lịch thì nó vẫn như chiếc kia thôi. Nó gần giống như chiếc 8 nãy em chỉ cho anh em nhé. Khi chỉnh thì mình phải vặn hết đúng hết hết ren nó ra, vặn hết ren nó ra nhá. Xong thì lúc chỉnh nhá, mình rút ra một nấc cho em này, rút ra một nấc này chỉnh lịch này. Đấy, cái ông này thì lại phải chỉnh lịch chậm, nó không chỉnh nhanh được như cái ông 88 kia nha. Đấy, anh em nhìn này, đấy, vặn hai vòng thì nó nhảy một ngày này. Đấy, hai vòng một ngày này, cứ hai vòng một ngày nhá. Đấy. À, dài ngày đấy. Đấy, chỉnh ngày xong thì mình ví dụ mình chỉ muốn chỉnh 10 giờ 10 thì mình đã chỉnh đến cái giờ mong muốn của mình. Xong mình rút ra một nấc cho em là được, rút ra một nấc xong mình lại chỉnh giờ này. Đấy, chỉnh xong lại ấn vào. Đấy, về cơ bản nó như vậy thôi, nó không khác gì cái chiếc này cả. Chỉ có cái là em này thì phải chỉnh chậm, em này chỉnh nhanh. Đấy, chỉnh xong thì mình vẫn phải vừa ấn vừa vặn vào cho em nhé. Vừa ấn vừa vặn vào này, đấy, vặn chặt với em là được. Ở em này thì chúng ta sẽ có cái mặt của em, nó là mặt đây và mặt xám này, mặt kiểu dạng mặt xám đen và được trải tia sáng bớt rất là đẹp. Đấy, khi mà chúng ta nghiêng sang cái góc của ánh sáng khác nhau á, thì cái ánh sáng này đối xứng nhau rất là đẹp. Ở vân thì chúng ta vẫn có cái vân sọc dọc quen thuộc của dòng máy 8.000 năm. Em này cầm rất là đầm nặng tay. Đấy, các anh các chú mà thích những bạn vàng đúc đầm nặng tay thì chơi những bạn này rất là hay. Tình trạng thì em này lướt đẹp full bóc hộp sổ thẻ anh em nhé, lướt đẹp full bóc hộp sổ thẻ. Trước này về em đang là về em đang để nguyên bản chưa sửa ba. Đấy thì em đang để nguyên bản chưa ba, nếu mà anh em cần thì em sẽ sửa ba cho anh em, còn không thì em sẽ để như vậy nhé. Nó sẽ có hơi sức giam nhẹ một chút, em nghĩ em không 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 ảnh hưởng gì cả. Cái này em cũng chưa sử dụng khăn lau vàng em lau đâu, còn nếu mà anh em dùng khăn lau vàng lau nó sẽ bị đỡ đi rất là nhiều đấy. Cái đặc điểm khăn lau vàng rất là hay, mọi người lau càng kỹ càng lâu thì nó sẽ càng bóng. Đấy, máy 8.000 năm này, nhìn rất là đã. Khóa thì chắc chắn là khóa đôi, khóa đôi là khóa đôi 18 anh em nhá, khóa đôi 18. Đây anh em nhìn cái cổ máy của em nó này, nhìn rất là đã. Ở cổ máy này của chúng ta sẽ là cổ máy 8501 anh em nhé, nó không còn là 8.000 năm. Bởi vì cổ máy này nó khác một cái là cái quả văng này và cái cầu tóc được làm bằng vàng miếng 18K luôn, vàng đúc rồi. Đấy, nguyên cái miếng này là miếng vàng đúc 18K. Chính vì vậy cụ máy này người ta đã đổi tên thành 8501. Đấy, không còn là máy 8.000 năm nữa, 8.000 năm là máy thép. Đấy, còn 8501 là máy của vàng đúc. Nhìn thấy cái hai cái miếng vàng nhìn thực sự rất là đã mắt. Đấy, vân được đánh vân hình giải quạt này. Đấy, các cái chân kính này được làm to bản, làm lộ ra rất là đẹp. Các cái con ốc thì được nguyên xanh. Chúng ta sẽ có chuyện khác đầy đủ hết nha anh em nhé. Áo 750 này, và chuyện cần tiểu ly và đồ cho các na hai bên. Bên này chúng ta sẽ có seri và seri của em nó sẽ trùng với seri trên thẻ nhé. Anh em mua thì em sẽ gửi đầy đủ hết thông tin cho anh em để anh em xem kiểm tra. Size 41.5. Chiếc này thì bên em đang giao lưu mức giá là 215 triệu anh em nhé. Với một bản size 41.5 thì em thấy thực sự là cũng rất là hợp lý. Đấy, em sẽ trên tay cho anh em cùng ngắm thử này. Đấy, nói chung là để mà tay em đeo thì nó sẽ cảm giác nó hơi 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 đầu hồ hơi to một chút xíu so với cổ tay của em. Đấy, nếu mà để đẹp nhất thì tay cứ 15 16.5 trở lên cho em là đẹp nhất. Đeo những chiếc vàng đúc thì thực sự là nhìn nó khác biệt thật.
Ok, và cuối cùng em sẽ lên cho anh em một chiếc, phải nói là em rất là yêu thích chiếc Rolex vi tính hồng. Một chiếc Rolex vi tính hồng. Chiếc này thì tình trạng em nó còn hộp sổ và không còn thẻ theo kèm. Đấy, chính vì vậy em nó được sử dụng một cái mức giá phải nói là cực kỳ tốt ở cái thời điểm hiện tại. Đây, một cái bản vi tính hồng. Bản này là xe liên loại. Xe liên loại thì date nó sẽ rơi vào khoảng từ 2012 đến 2018 anh em nhé. Đấy, và tình trạng của em nó về bên em đã kiểm tra thì tình trạng là còn zin nguyên bản 100%, độ mới còn khá là cao. Đây anh em nhìn này, độ mới này. Đấy, dây là dây đúc đặc anh em nhé, dây chỉ đờ mi đúc đặc hết, toàn bộ phần vàng trên em này đều là vàng đúc 18K. Đấy, niềng núng này, kim cọc này, chỉ đờ mi này đều là vàng đúc 18K. Và ngoài ra chúng ta đều được các cái cọc số chúng ta đều được đính hạt kim, viên kim cương thiên nhiên zin của hãng nhé. Cọc kim cương to rất là đẹp. Đây, ở phần vành thì chúng ta sẽ có cái dòng chữ Rolex được chạy quanh cái vành nha anh em. Đấy. Rolex này. Rồi, em sẽ lau qua một chút cho anh em cùng xem đi. Chiếc này thì khách của bên em lên đời. Chính vì vậy là em thu lại được giá tốt thì em sẽ để giá tốt cho anh em chơi nhá. Em nó máy móc thì em nó đã được trang bị máy 3135 rồi. Đấy, thì chắc anh em cũng biết rồi. Dòng này sử dụng máy 3135 và chúng ta sẽ được trang bị là 30 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 mAh và tích cót là 50 giờ. Cỗ máy chạy chuẩn chuẩn của Rolex là chuẩn Reuters, Reuters tức là cái chuẩn rất là chính xác. Nó cũng phải cái tầm cỡ xem với cái chuẩn Master Chronometer của Omega đấy. Nói chung sai số em này nó rơi vào khoảng 2 giây một ngày thôi, 2 đến 3 giây một ngày là hết cỡ thôi. Đấy, rất là chính xác. Chúng ta có cái mặt vi tính này. Đấy, vi tính này. Cái mặt vi tính là cái mặt phải nói là huyền thoại của Rolex luôn. Mà đặc biệt mặt vi tính hồng là cái mặt mà gần như là cái máy đào tiền của nhà Rolex bán cực kỳ chạy, không chỉ ở Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam đâu anh em nhé, mà còn ở nước ngoài, thực sự người ta rất là ưa chuộng cái mặt này. Đấy, bởi vì cái đầu tiên là cái vàng hồng thì bao giờ nhìn nó cũng dịu mắt hơn rất là nhiều, đẹp. Và cái hai là cái mặt của em nó này, mặt vi tính là còn nó hơi hồng nhạt nữa, thì lên tay thì nó rất là hay. Phải nói là gần như là nó tạo nên một cái hiệu ứng, một cái trào lưu luôn đấy, bán rất là chạy. Đúng của Rolex này đấy, có vương miện của Rolex. Rolex người ta cũng sử dụng đúng skill nào anh em nhé. À, mình muốn sử dụng thì mình vặn ngược chiều kim hồ cho em, vặn tầm 3 4 5 vòng gì đấy thì đúng nó ra, rèn nó ra thì bắt đầu mình chỉ giờ chỉ ngày. Là đẹp, rất là ok. Mặt sau thì chúng ta vẫn có cái đáy đáy kín quen thuộc của nhà Rolex thôi. Đấy, không có gì cả. Rolex thì luôn là như vậy. Nếu mà anh em muốn xem máy hoặc cần kiểm tra máy ấy, thì em sẽ đo chụp quay và chụp lại cho anh em và mở máy để chụp ảnh cho anh em cùng xem. Đấy, nếu mà anh em yêu cầu nhé. Size thì em nói là size 36 mm. Tuy nhiên cái Rolex, cái dáng của Rolex thì người ta làm rất là hay. Phần càng của em nó này, đấy, mọi người có thể nhìn thấy luôn là cái càng nó đua hẳn ra này, nó dài, nó to hẳn ra này. À, chính vì vậy với cái size của 36 của Rolex ấy, nó phải tương đương với size 38, 39 của các cái dòng thông thường. À, em khẳng định luôn là nó phải tương đương với size 38, 39 của các dòng khác nhé. Cho nên là tay anh em mà cứ 17, cứ tầm 17 trở xuống nhé, là yên tâm và đeo đẹp. Đấy, không lo nó nhỏ đâu nha. À, nhìn nó nhỏ vậy thôi nhưng mà form dáng của Rolex ấy, thì thường người ta đeo nhỏ gọn, trên tay nó rất là đẹp. Đây em sẽ lên tay cho anh em cùng xem này. Đấy, rất là đẹp. Với tay em là tay xấp xỉ 16 nha, thì nó đeo rất là vừa này. Nó vừa vặn luôn. Không to mà cũng không nhỏ. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Rất là ok luôn. Bản cái đính hồng này đeo lên tay rất là đẹp. Ở video này là video em quay thực tế nhá, ở trong nhà. Đấy thì ở ngoài nó như nào thì ở trên video nó như nào, ở ngoài nó như vậy, không chỉnh sửa màu, không không chỉnh sửa cái gì hết. Đấy, em quay như nào thì em up lên như vậy luôn.
Thực sự em cũng không biết chỉnh sửa, không biết cắt ghép video các thứ, cho nên là em thì thường em sẽ điện thoại của em quay như nào thì em sẽ up lên như thế. Đấy, nhiều khi nó không được lấp lánh, không được đẹp cho lắm thì đấy, thì mọi người thông cảm bỏ qua giúp em nhé. Thực sự em không không có cái kỹ năng, không có chuyên nghiệp về cái mảng chỉnh sửa cắt ghép video. Đấy, thì trước này em xin nhắc lại một lần nữa là đồng hồ là zin nguyên bản 100%, cam kết là chính hãng, bao check, bao kiểm định toàn quốc, kể cả tất cả các đồng hồ của em bán ra, không chỉ riêng 4 chiếc này. Đấy, bao check, bao kiểm định toàn quốc. Anh em chưa yên tâm thì có thể đi kiểm định bất cứ trung tâm hoặc bất cứ chỗ nào. Đấy, nếu anh em muốn. Đấy, và bên em sẽ bảo hành 5 năm cho tất cả những chiếc đồng hồ bên em bán ra. Bảo hành 5 năm, cam kết chính hãng 100% trọn đời. Đấy, và với chiếc này bên em đang giao lưu với mức giá phải nói là cực kỳ là tốt, tốt nhất từ trước đến nay luôn. 218 triệu. 218 triệu cho chiếc này anh em nhé. Đồng hồ tình trạng là zin nguyên bản còn rất là đẹp, mắt thừa vẫn còn 3 mắt nữa anh em nhé. Cổ tay em đeo vừa và còn thừa 3 mắt nữa. Thì với 3 mắt đấy phải đủ cho anh em tay tầm 17 năm, 18 thoải mái. 18 được thoải mái luôn. Ok, tất cả đồng hồ thì đang có sẵn tại cửa hàng với anh em nhé. Địa chỉ là 45 Bến Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thì mọi người thích chiếc nào hoặc là đang quan tâm, đang có nhu cầu tìm chiếc nào thì có thể inbox Zalo cho em. Tất cả các cái thông tin liên hệ em có để cái phần mô tả anh em nhé. Ngoài những cái mẫu có sẵn thì bên em có nhận order từ bên Nhật về. Thì order thì thường nó sẽ giá tốt hơn hàng sẵn, bởi vì hàng order thì em không phải bỏ vốn ra nhiều và em đã chắc chắn được có người mua rồi. Chính vì vậy thì cái giá thành của em lấy ấy, thì nó thường nó sẽ tốt hơn hàng sẵn. Đấy, mọi người có nhu cầu order mẫu gì cứ inbox gửi hình cho em sẽ order cho mọi người. Hàng thì từ Nhật về thì yên tâm đảm bảo có hình ảnh video để cho mọi người xem trước, và vẫn là cam kết là hàng chính hãng 100%. Đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.